Cũng trong tối ngày hôm qua, thì một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Thánh đường Trung Lao thuộc xã Trung Trực, huyện Trực Ninh của tỉnh Nam Định. Đám cháy đã khiến nhà thờ cổ 130 tuổi bị thiêu rụi. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23 giờ. Các nhân chứng cho biết khi phát hiện cháy thì quản lý nhà thờ đã xuống báo tin cho các bà con giáo dân và chính quyền địa phương để ứng cứu. Tuy nhiên, do thánh đường nằm ở vị trí bắc gió, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội. Khám nghiệm hiện trường vào sáng nay, cơ quan chức năng cho biết toàn bộ khu nhà thờ bị lửa thiêu sạch, chỉ còn lại 4 bức tường xây trơ lại. Hiện chưa phát hiện có thiệt hại về người. Nhà thờ Trung Lao được khởi công xây dựng vào năm 1888 theo kiến trúc phương Tây kết hợp với kiến trúc Việt Nam. Đây được coi là một nhà thờ đẹp lâu đời của tỉnh Nam Định.